Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay Điện máy Việt Nhật xin giới thiệu đến tất cả các bác dòng máy cân bằng laser 5 tia xanh của Yamasu với model 777E. Sản phẩm kèm theo gồm có một thân máy Yamasu màu xanh dương khá là đẹp. Kèm theo là phiếu bảo hành của công ty. Và sản phẩm này thì được bảo hành 1 năm theo đúng tiêu chuẩn của công ty nha các bác. Khi các bác sử dụng mà trong thời gian bảo hành mà có bất kỳ một cái lỗi nào do nhà sản xuất thì các bác được hoàn toàn miễn phí. Đấy, bảo hành miễn phí trong vòng 1 năm nha các bác. Đây thêm sách hướng dẫn ạ. Và kèm theo là chân nhôm đi theo máy 1m2. Chân nhôm 1m2. Một kính bảo hộ. Một kính bảo hộ ạ. Một sạc đi theo máy, đầu vào của nó là điện 220V và đầu ra của nó là 5V. Khi các bác sử dụng sạc thì chú ý giúp em một chút là hãy sử dụng đúng sạc của nó nhé. Đấy, chứ các bác đừng có nhầm sang sử dụng cắm nhầm sạc của khoan pin 12V vào thì nó sẽ làm cháy máy và ảnh hưởng đến kinh tế của các bác. Và kèm theo đó là một cái khay pin tiểu. Một khay pin tiểu, kèm theo một khay pin tiểu để khi chúng ta sử dụng mà chẳng may chúng ta quên sạc pin chẳng hạn, hoặc là chúng ta đang sử dụng mà nó hết nửa chừng thì chúng ta có thể mua pin tiểu và lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái khay pin pin cài này để chúng ta sử dụng tạm thời. Và tất cả các sản phẩm thì nó được đựng trong một cái hộp màu cam như thế này, khá là đẹp và chắc chắn. Và trên hộp thì cũng có khắc tên của công ty, khóa. Xung quanh viền thì nó được ốp ốp bằng nhôm và kèm theo những khuy khuy nhôm để tăng thêm độ chắc chắn. Xung quanh bốn góc thì nó được ốp nhựa, và sản chính của nó sẽ là cái máy đây, máy cân bằng laser Yamasu với model là IMS777E. Thân máy thì được tô màu là màu xanh dương. Màu xanh dương kèm theo trên đầu máy là màu trắng của cao su để tăng thêm phần chắc chắn cũng như là tô thêm cái vẻ đẹp của nó. Và xung quanh thì là đây là chân máy đây thì nó khá là êm. Đấy, chúng ta quay đây, khi chúng ta sử dụng quay đây thì nó rất khá là êm. Đấy, nó không bị trượt theo. Đấy, trên chân máy thì của công ty thì là đã được khắc tên đây. Khắc tên của công ty. Và sản phẩm là hàng công ty, chính vì thế thì nó rất là đảm bảo. Cái vấn đề đầu tiên đó chính là phải đảm bảo về cái chất lượng của sản phẩm. Chất lượng của sản phẩm cũng như là cái giá thành của nó. Đấy. Và cái ngoại hình thì cũng phải là nhìn cũng khá là đẹp rồi. Với một cái sản phẩm mà tầm trung thì em thấy là nó rất là hợp tình hợp lý. Nó rất là phù hợp cho các bác luôn. Cái thước của nó nhé. Thước của nó thì nó sẽ được là khắc laser chìm ở dưới này. Đấy, chứ không phải là như một số sản phẩm khác thì nó sẽ được là dán tem, dán cái đường vạch thước này nó được dán. Đấy, các bác trong thời gian sử dụng thì cái môi trường của các bác là xây dựng thì nó sẽ bị bong chóc ra khi chúng ta mà sử dụng cái những cái sản phẩm mà nó được dán, chứ nó không phải là. Còn ở đây ấy, thì là của bên Yamasu này thì nó sẽ được là làm nguyên khối, một cái vòng nhựa tròn nguyên khối và khắc laser chìm. Đấy, khắc laser thế này thì nó sẽ không bị bong chóc, hay là nó bị trong thời gian sử dụng thì nó sẽ không bị phai đi nha các bác. Công tắc nguồn đây. Đấy, công tắc nguồn. Và sử dụng dòng pin lớn, pin cell lớn. Đấy, các bác khi sử dụng thì chúng ta có thể là rút cái pin này ra, chúng ta cắm trực tiếp vào đây để sạc. Đấy, không cần nhất thiết phải là cắm vào máy, mà chúng ta nếu mà có hai pin hoặc là nhiều pin thì chúng ta có thể tháo ra để cắm sạc, chúng ta làm sơ cua pin cài luôn cho thời gian sử dụng của nó lên 4 đến 5 tiếng nha các bác. Và sản phẩm thì trên đầu đây, phía trên này nó được sử dụng là bo mạch là phím cơ nổi thì rất dễ bấm. Đấy, và cái độ bền nó sẽ cao hơn, thời gian sử dụng thì nó sẽ cao hơn. Đấy,
Và em sẽ bật máy lên xem thử nhé. Máy là gồm 5 tia, gồm 4 tia đứng và 1 tia ngang. Đấy, tia đứng thì là gồm V này. Đấy, chúng ta bấm 2 lần thì 4 tia của nó sẽ lên. Đây là tia H thì nó luôn mặc định là bật từ ban đầu rồi. Và sản phẩm này thì nó cũng khá là hay nhé các bác. Tại vì là sản phẩm là con máy đây. Đấy, nó có gồm có TV này, TH này và out ở đây, có nghĩa là khi mà chúng ta muốn cái sản phẩm này ấy, nó sẽ là tự động cân bằng khi chúng ta để đây. Đấy, cho nó một độ nghiêng chẳng hạn như nó độ nghiêng trong tiêu chuẩn thì nó sẽ tự động cân bằng, và khi chúng ta nó vượt qua cái ngưỡng đấy thì máy nó sẽ báo cho các bác. Và khi chúng ta muốn máy nó không báo nữa để chúng ta làm cầu thang chẳng hạn, hoặc là cần một cái đường chéo, đây chúng ta bấm cái nút đây, nút out đây, giữ lại trong 1 đến 2 giây máy sẽ kêu tít một cái. Đấy, máy kêu tít một cái thì chúng ta sẽ sử dụng được. Và đây chúng ta có thể máy này rất là hay, chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng tối nha các bác. Đấy, chúng ta tăng giảm độ sáng lên. Đấy, bây giờ thì em sẽ giảm thử nhá. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào cái nút V này. Đấy, chúng ta bấm và giữ. Đấy, máy sẽ dần dần tối lại nhá. Đấy, và mất luôn. Và bây giờ em sẽ tăng cái độ sáng của nó lên thì em sẽ bấm vào nút H và em giữ. Đấy. Đấy, cái này thì rất là hay. Chúng ta tăng giảm được độ sáng thì chúng ta có thể là sử dụng được ở ngoài trời hoặc là những cái môi trường mà nó cần ánh sáng cao. Đấy, chẳng hạn như ví dụ ở ngoài trời mà nó sáng quá thì chúng ta sẽ tăng cái độ sáng lên. Đấy, để chúng ta cho cái tia của nó sáng lên để chúng ta có thể sử dụng được. Và khi chúng ta làm ở trong nhà thì chúng ta có thể là giảm bớt độ sáng đi. Giảm bớt độ sáng đi để chúng ta tiết kiệm pin. Đây, tắt, em bật lên này. Đấy, tia ngang nó luôn là mặc định là bật từ ban đầu rồi. Đấy, tia V là 4 tia đứng, tia H tia ngang. Đấy, nút out chúng ta giữ 1 đến 2 giây thì nó sẽ giữ. Đấy, nó không báo nữa để chúng ta làm cái việc mà chúng ta mong muốn. Và khi chúng ta muốn cho nó trở lại trạng thái ban đầu thì chúng ta có thể là giữ vào đây. Đấy, nhả ra thì máy sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Máy màu xanh dương khá là đẹp luôn các bác. Với phân khúc tầm trung mà nó được cái sản phẩm như thế này thì em cảm thấy cái sản phẩm này khá là tốt và xứng đáng để các bác mua để sử dụng trong công việc của mình. Và bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì các bác vui lòng gọi đến số điện thoại của em, hoặc là bác nào ở Hà Nội thì có thể là sang bên tận kho của em để chúng ta có thể trải nghiệm cái sản phẩm như thế này. Và sản phẩm thì em sẽ bao ship toàn quốc nha các bác. Máy cân mực Yamasu 777E. Máy cân mực Yamasu 777E. Đây, tên công ty thì cũng được khắc đây, khắc nổi đây. Các bác nhé, bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng gọi điện đến số điện thoại 098 205 1388. Bên em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm cho các bác. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều.